Kính thưa cộng đoàn, mỗi độ hoa về, giáo hội còn mời gọi chúng ta hướng về mẹ Maria là đóa hoa xinh đẹp nhất của trần gian. Mẹ là bông huệ vì mẹ khiết tinh, mẹ là đóa hồng vì mẹ say mến. Hương thanh khiết và tình yêu của mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Ôi Maria, mẹ kiều diễm xinh tươi, hương thơm nhân đức của mẹ đã thực thi trọn hảo trong vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Chiều hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin tôn vinh mẹ với nén hương trầm tỏa bay nghi ngút, cùng những đóa hoa xinh tươi tựa như những nhân đức cao cả của mẹ. Nhất là xin mẹ giúp chúng con biết mở lòng ra với Chúa và với anh chị em chúng con. Giờ đây chúng con xin kính dâng lên mẹ những lời ca tiếng hát cùng những vũ khúc đơn sơ chân thành. Chúa ba ngôi như là một Thiên Chúa. Ngàn lời con hát, thôi những bao bát ngát trời mây. Khấu đầu bái lạy ngôi hai. Giáng sinh làm người gánh mang tội đời. Ngài dâng hiến lễ hy sinh vì yêu nhân loại lập nên bí tích nhiệm màu. Xin tôn vinh mừng Chúa ba ngôi nhìn là một Thiên Chúa. Ngàn lời con hát, thoa những bao bát ngát trời mây. Chúa ba ngôi nhìn là một Thiên Chúa. Ngàn lời con hát, to những bao bát ngát trời mây. Chức cao quyền trọng trội vượt ý a mọi loài, mạnh chăng kê gót sen. 12 sao trời chiều thiên thánh mau tuyệt vời. Xin tôn vinh mừng Chúa ba ngôi, thương ban cho mẹ đẻ
đầy ơn phúc. Chân đời thiên quốc cùng ngợi khen Ave Maria. Chúa ba ơi, hôm nay nơi thành trì thiên quốc, chư thần chư thánh hội về đây hát khúc khải hoàn ca. Chư thần chư thánh hội về đây hát khúc khải hoàn ca. Chư thần chư thánh hội về đây hát khúc khải hoàn ca. Chư thần chư Dâng lên mẹ đây màu hoa trắng.